Hồ nước mặn Iran chuyển sang màu đỏ như máu. Ảnh vệ tinh cho thấy hồ Imina ở Iran bình thường có màu xanh lục bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm như máu vào hôm mùng 9 tháng 7. Theo Mystery Universe, hồ Imia ở phía tây bắc Iran là một trong những hồ nước mặn lớn nhất thế giới. Hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy hồi tháng 4 nước hồ vẫn mang màu xanh lục nhưng đến tháng 7 hồ đã chuyển màu đỏ thẫm như máu. Tảo có thể là nguyên nhân khiến nước hồ đổi màu theo trạm quan sát trái đất của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, rất khó để xác định loại tảo nào khiến nước hồ chuyển màu đỏ. Tảo Dunaliella Salina thường là thủ phạm vì tế bào tảo sản xuất carotenoid bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời và muối khiến chúng chuyển sang màu đỏ. Một khả năng khác là vi khuẩn Halobacteria C có màu đỏ như hồng ngọc và thích ăn muối. Diện tích hồ Imia đang nhanh chóng bị thu hẹp, có thể do muối kết tinh. Có khoảng 60 sông suối đổ vào hồ mang muối vào, nhưng lại không có sông nào chảy ra mang muối đi theo thời gian, muối kết tinh quanh vành hồ khiến diện tích hồ thu hẹp. Nhà khoa học Mohamed Torian ở Đại học Stuttgart, nước Đức cho biết, ảnh vệ tinh cho thấy diện tích hồ đang giảm ở mức báo động 220 km vuông mỗi năm. Trong 14 năm qua, hồ đã mất 70% diện tích bề mặt, khiến nước hồ ngày càng mặn hơn. Sự thay đổi màu sắc từ xanh lục sang đỏ thấm của hồ Iman có thể là vĩnh viễn. Hồ này đã từng chuyển màu vài lần, nó chuyển sang màu xanh khi có mưa và tuyết tan, làm giảm độ mặn của muối. Tuy nhiên, với tình trạng biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, cùng việc xây đập và bắt cầu trên những con sông đưa nước vào hồ như hiện nay, Imia có thể không bao giờ xanh trở lại. <laughs>